got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh với kênh YouTube của Hưng Minh Auto Đi Theo Linh ở địa chỉ 90 Khúc Tử Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một sản phẩm chăm sóc spa bên Hưng Minh Auto Đi Theo Linh. Đó là chiếc Maybach S650. Nó là dòng xe cao cấp nhất của phân khúc của Mercedes-Benz. Chiếc xe này lăn bánh thì có giá đâu đó là hơn 10 tỷ. Khách hàng đã sử dụng dịch vụ gì ở Hưng Minh? Thứ nhất là phủ ceramic sau một quá trình 1 năm quay lại trở lại bảo dưỡng. Hai là cái dán sản phẩm BBF, phim bảo vệ đèn pha, cặp đèn pha trước, đèn pha sau. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn về cái phủ ceramic hiện nay trên thị trường, về quan niệm, về giá thành, cũng như là những cái lưu ý gì khi mà các bạn phủ ceramic. Đầu tiên, tác dụng của ceramic như các bạn biết thì nó đã quá là khái niệm quá phổ biến rồi. Hầu như chiếc xe nào khi lăn bánh ra thị trường đều muốn phủ ceramic để làm gì? Bảo vệ bề mặt sơn, tăng độ sâu và độ bóng cho màu sơn trước các cái tác nhân của vật lý và hạn chế các vết xước. Ceramic thì nó sẽ có hiệu ứng rất tốt đối với các cái dòng xe đối màu, màu đen, màu nâu. Nhưng mà đối với những chiếc xe sáng màu như màu trắng thì nó cái hiệu ứng của nó chỉ đạt từ khoảng thang điểm từ 7 đến 8 điểm thôi. Còn đối với những xe màu đen này khi phủ xong thì quý vị các bạn đi một thời gian rửa thì nó sẽ rất là bóng và đẹp. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái giá thành phủ ceramic và cái kinh nghiệm khi bạn lựa chọn quyết định phủ ceramic. Đầu tiên là về giá thành, hiện nay trên thị trường nó có sẽ rất nhiều các giá cả khác nhau, từ 3 triệu cho đến hơn chục triệu, thậm chí 50 triệu. Vậy cái lựa chọn của khách hàng nên lựa chọn cái sản phẩm hay là nên lựa chọn cái tầm giá như nào? Đầu tiên nói về cái giá thành thì là cái nguồn gốc giá thành thì nó sẽ khác nhau bởi vì nó sẽ có liên quan đến cái nguồn gốc dung dịch. Cái dung dịch để phủ ceramic hiện nay trên thị trường nó sẽ chia làm hai dòng dung dịch. Một là dòng dung dịch có nguồn gốc, tức là các bạn có thể check được tất cả thông tin của cái sản phẩm dung dịch đó, nguồn gốc ở đâu và tính năng của nó là để dùng cho ceramic của xe. Sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm không có nguồn gốc, là dạng sản phẩm nhập từ Trung Quốc và nó có giá thành rất là rẻ. Đấy là điều đầu tiên, làm cho yếu tố cái giá thành nó phủ ceramic có giá thành khác nhau. Yếu tố thứ hai đó là trước khi phủ ceramic thì nó sẽ có một cái công đoạn là hiệu chỉnh bề mặt sơn. Có rất nhiều khách hàng hiểu nhầm rằng là đánh bóng để làm cho bề mặt sơn nó đẹp hơn. Bởi vì về cơ bản lớp sơn nó sẽ gồm có 3 phần. Đầu tiên là phần ngoài cùng là lớp bóng, xong đến thứ hai là lớp sơn và thứ ba là lớp lót. Spa phủ ceramic nó chỉ làm ở bề mặt bóng thôi và nó không liên quan gì đến bề mặt phía sâu ở trong. Vì thế cái quá trình cũng như quy trình nó đòi hỏi cái nguồn gốc dung dịch và cái kỹ thuật cũng như là các bước đánh bóng nó đòi hỏi rất là khắt khe. Nó sẽ tùy vào trung tâm thì nó sẽ tạo lên cái sản phẩm, cái giá trị của sản phẩm. Ngoài ra cái sản phẩm giá rẻ ấy, thì nó sẽ có một cái nhược điểm mà rất nhiều khách hàng gặp phải, đó là gì? Hiệu ứng mất nhanh. Thứ hai là có gây hiện tượng bong chóc, ảnh hưởng đến màu sơn. Đấy là toàn bộ những cái. Còn lựa chọn đối với khách hàng nên lựa chọn cái sản phẩm như thế nào, nó sẽ tùy vào cái mục đích, tùy vào cái nhu cầu. Ví dụ như khách hàng có thể lựa chọn cái gói phủ cơ bản từ 2 lớp đến 3 lớp để bảo vệ sơn trong vòng 1 năm đến 2 năm. Còn đối với ở Hưng Minh Auto Đi Theo Linh, các bạn phủ ceramic thì các bạn sẽ được bảo vệ bề mặt sơn theo từng lớp phủ. Và cái thứ hai là các bạn sẽ được bảo hành trọn đời về cái vấn đề ảnh hưởng bề mặt sơn gây ra các hiện tượng bong chóc là không bao giờ có đối với sản phẩm của Hưng Minh Auto Đi Theo Linh. Còn đối với sản phẩm BBF ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái cặp đèn pha này. Đối với các dòng xe thì cái cặp đèn pha này nó mang đến một cái giá trị rất là lớn về mặt thẩm mỹ cũng như là về mặt hiệu quả khi sử dụng. Nhưng nó lại gặp rất nhiều các cái rủi ro, ví dụ như là các hiện tượng đá văng. Ví dụ như chiếc xe đi tham gia trên đường, cái hiện tượng đá văng là xảy ra thường xuyên. Khi mà bạn dán BBF lên toàn bộ đèn pha này thì tất cả các hiện tượng xước, đá văng và nó sẽ làm cho chiếc đèn pha của mình nó giữ được cái nguyên bản. Cũng có một số trung tâm họ cũng tư vấn là khi mà đèn pha mà xước thì mình có thể đi đánh bóng. Tuy nhiên thì cái lựa chọn ở đây là theo quan điểm của Hưng Minh Auto Đi Theo Linh đã làm chăm sóc xe 8 năm là các bạn không nên đánh bóng đèn. Bởi vì khi bạn đánh bóng là nó sẽ mất lớp bóng và chiếc đèn này sẽ bị ngả, màu sẽ nhanh hơn. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái sản phẩm BBF này. Tôi rất tiếc là bởi vì khách hàng này đã không lựa chọn cái gói dán full xe. Bởi vì như các bạn cũng biết BBF là cái giá thành của nó rất là đắt. Ví dụ một gói phủ ceramic đối với một chiếc xe thì nó sẽ dao động từ khoảng từ 7 triệu cho đến 25 triệu, thậm chí đến 40 triệu ở Hưng Minh. Nhưng để dán một toàn bộ một chiếc xe BBF thì khách hàng sẽ phải bỏ ra khoảng tầm từ 90 đến hơn 100 triệu. Tuy nhiên thì BBF nó là phương án bảo vệ tuyệt đối. Tuyệt đối là gì? Các bạn có thể chăm sóc xe ở những chỗ, rửa xe ở những chỗ có quy trình nó chưa được tối ưu thì tất cả vết xước sẽ không bao giờ có.
Còn đối với ceramic thì các bạn phải có một cái lưu ý, đó là gì? Khi mà phủ xong rồi thì các bạn phải rửa xe, chăm sóc xe đúng theo quy trình. Còn đối với BVF thì nó sẽ không bao giờ có cái hiện tượng như sức xoáy, sức răm, và nó sẽ tạo ra độ bóng tuyệt đối cho cái sản phẩm mà các bạn lựa chọn. Tuy nhiên nó chỉ có một nhược điểm duy nhất, là giá thành khá là cao. Tuy nhiên thì các khách hàng cũng đã lựa chọn dần dần với những chi tiết như là hõm tay nắm cửa này, hoặc là chi tiết đèn pha trước, đèn pha sau để bảo vệ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía trong nội thất của chiếc xe Maybach này xem nó có những cái option gì mình sẽ giới thiệu qua. Vâng, và đây là bên trong khoang nội thất của chiếc Maybach S650. Như các bạn cũng có thể thấy là nó là chủ đạo là nội thất màu be, và các cái chi tiết trên này đều là cái vân bóng. Cũng rất tiếc đối với khách hàng này cũng chưa lựa chọn được cái sản phẩm là nếu mà BBF mình dán lên toàn bộ các cái chi tiết như là táp lô và cái phần táp bi này thì lúc nào nó cũng sẽ bóng và nó sẽ giữ được cái bề mặt của xe nó được zin, và nó sẽ cảm giác là nó không bị xuống cấp theo thời gian. Ngoài ra thì nội thất của chiếc xe này, nó là nội thất cơ bản là màu be này, nó cũng khá là dễ bẩn. Việc chăm sóc định kỳ, ví dụ như khách hàng thường có những cái khái niệm là khi nào bẩn thì mình mới đi làm, nhưng mà đó là một cái khái niệm hoàn toàn rất là sai, bởi vì tất cả các cái phần da này đều là các da cao cấp và nó sẽ bị tác động rất nhiều bởi yếu tố điều kiện vật lý, nhiệt độ. Ví dụ nếu như các bạn không bảo dưỡng định kỳ thì nó sẽ sinh ra các cái vấn đề như là nổ hoặc là bị trợt da, mà mặc dù mình không có tác động với nó, nhưng là đó là nó thiếu các cái yếu tố về dưỡng và bảo vệ. Thường thì những dòng xe cao cấp này nó sẽ được dưỡng da trong vòng 6 tháng là nên đi dọn nội thất định kỳ. Ngoài ra thì về cơ bản thì chiếc xe này nó là dòng hàng ghế thứ hai, là dành cho các hàng cho doanh nhân, thì nó được thiết kế rất là rộng rãi. Cái này thì mình cũng không giới thiệu chi tiết quá. Thì tất cả những thông tin mà các bạn có thể thắc mắc về phủ ceramic, chăm sóc spa hoặc là BBF thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua địa chỉ 90 Khúc Thừa Dụ Cầu Giấy, hoặc liên hệ qua fanpage hoặc số hotline. Xin cảm ơn.